phương pháp chữa phi đại tiền liệt tuyến không dùng thuốc. 1. Vận động cơ thể. Vận động thân thể vừa giúp nâng cao sức khỏe, cải thiện tim mạch vừa làm săn chắc cơ bắp. Cách vận động đơn giản nhất là đi bộ, đi từ chậm đến nhanh dần, mỗi lần khoảng 30 phút, mỗi tuần 5 lần. 2. Bài tập làm săn chắc các cơ vùng xương chậu. Thực hành phương pháp thở bụng nghịch sau đây có thể giúp cải thiện tình trạng yếu liệt các cơ vùng xương chậu, bao gồm cả vùng hậu môn, cơ vòng bàng quang, các cơ sinh dục và cả tiền liệt tuyến. Bạn ngồi ở tư thế ổn định, ngồi xếp bằng thông thường hoặc ngồi trên ghế, chân đạp đất, tập trung tư tưởng vào vùng xương chậu, hít vào trong khi cố nhíu chặt nhị âm, bộ phận sinh dục và hậu môn, thở ra trong khi từ từ buông lỏng toàn thân. Lặp lại động tác khoảng 10 lần tương ứng với 10 hơi thở, mỗi ngày có thể tập 1 lần. 3. Thư giãn thần kinh và cơ bắp. Căng thẳng tâm lý, khí uất là một yếu tố quan trọng trong cơ chế sinh bệnh hoặc phát triển bệnh, kể cả u xơ tiền liệt tuyến. Những cảm xúc, những ức chế về tình dục cần phải được giải quyết, thư giãn triệt để hoặc cho thăng hoa. Do đó, những sinh hoạt dưỡng sinh, ngồi thiền, đặc biệt là những tư thế yoga, sẽ tác dụng thư giãn cơ bắp, thư giãn được thần kinh, hóa giải stress, sẽ đáp ứng tốt quá trình điều trị u xơ tiền liệt tuyến. 4. Ăn nhiều rau quả tươi. Việc phát triển u xơ tiền liệt tuyến có liên quan đến yếu tố tuổi tác, đến quá trình lão hóa. Trong những thập niên gần đây, các nhà khoa học đặc biệt quan tâm đến những chất chống oxy hóa và xem đây là một biện pháp quan trọng để làm chậm lại quá trình này. Trong lớp màng ngoài của các loại ngũ cốc, các loại hạt, các loại đậu và cả trong những loại quả tươi, nhất là các loại rau xanh màu đậm, màu vàng hoặc màu đỏ, có hàng ngàn chất chống oxy hóa khác nhau bao gồm các sinh tố C, E, các chất lycopene, beta-carotene, selenium. Đây là những chất chống oxy hóa rất tốt, có khả năng tăng cường hệ miễn dịch, trung hòa những gốc tự do và chống lại sự phát triển của những tế bào bất thường. Trên thực tế, có nhiều trường hợp u xơ ở cả nam lẫn nữ đã thu nhỏ lại hoặc bị mất hẳn chỉ bằng chế độ ăn uống thích hợp. Thông thường người bệnh cần phải trải qua một ngày tiết thực trước khi thực hành chế độ ăn uống bằng rau quả và ngũ cốc thô.